make me feel like I'm awake. I don't know why you make me shine like a star in the sky. I'm okay. Cuối năm gồng gánh lãi suất ngân hàng chịu hết nổi, anh Lộc đại hạ giá bán lỗ một căn nhà đẹp tọa lạc tại trục đường Lê Văn Thọ thuộc phường 14 quận Gò Vấp nha quý vị. Hạ giá bán lỗ tới 600 triệu đồng với giá gốc thì anh ấy giao tới 6 tỷ 050, bây giờ giảm xuống chỉ còn có 5 tỷ 450 triệu đồng thôi. Một căn nhà đẹp ngang 4 sâu vào 13m, thiết kế một trệt hai lầu. Chúng ta sẽ có khu vực sân xe máy, phòng tiếp khách, phòng bếp, trên thì có 3 phòng ngủ, 3 vệ sinh và có phòng giặt đồ, sân thượng sau giặt phơi đồ. Căn nhà hẻm một xẹt 5m sát với trục đường chính Lê Văn Thọ, cách đường Lê Văn Thọ khoảng tầm 30m thôi, vị trí rất đẹp cho anh chị nào mua để ở làm văn phòng công ty. Hẻm xe hơi nha quý vị, hẻm 5m, hẻm nhựa cực kỳ đẹp. Và giá bán bây giờ chỉ có 5 tỷ 450 triệu đồng thôi, đã giảm tới 600 triệu rồi. Chúng ta sẽ có một lớp cổng sắt phía bên ngoài 4 cánh nha, và xây dựng cực kỳ đẹp, cực kỳ chất luôn. Mặt tiền thì ốp nhựa và trang trí cây xanh, ngang 4 sâu vào 13m. Giá bán bây giờ chỉ có 5 tỷ 450 triệu đồng thôi. Khoảng sân 2m, anh chị đậu thoải mái tầm 3-4 cái xe máy phía bên ngoài. Bên trong thì có cửa nhôm sinh pha 4 cánh và rèm cửa. Căn nhà thì xây dựng rất là đẹp, rất là sang. Ở dưới thì được ốp sàn gạch 80. Hai bên tường cũng được ốp nhựa PVC và trang trí đèn chùm đèn LED thạch cao. Có tặng lại sofa, kệ TV. Căn nhà mình hướng chính là hướng Nam, phù hợp với những quý vị nào theo phong thủy là Đông Tứ Trạch. Và giá bán bây giờ chỉ có 5 tỷ 450 triệu thôi nha. Một cái giá vô cùng hợp lý nha mọi người. Hẻm một xẹt 5m và vị trí sát đường chính Lê Văn Thọ, phường 14 nha. Ở đây thì có sofa, có kệ TV và tặng nội thất sẵn hết rồi. Khi chúng ta mua thì chỉ việc xách vali quần áo về ở thôi. Trong thì có máy tủ lạnh, hai cánh, giường đệm máy lạnh có hết luôn, full nội thất 400 triệu đồng. Giá bán bây giờ giảm xuống chỉ có 5 tỷ 450 triệu thôi nha. Nhà số Hồng Riêng, công nhận đủ diện tích, không lộ giới nha quý vị. Căn nhà hướng chính Nam, vị trí quá là ok luôn. Trong đây thì cầu thang được ốp đá trắng, chạy đèn led, tay vịn gỗ cam xe và sử dụng lan can là sắt đặc. Phía dưới gầm cầu thang chúng ta có nhà vệ sinh và gương led. Phía trong đây thì tủ bếp gỗ An Cường, có tặng bàn ăn, máy lạnh hai cạnh, tủ lạnh hai cánh, trên có đèn chùm. Đối diện thì tường sẽ được ốp kính nha. Một căn nhà rất đẹp, rất sang, tọa lạc tại trục đường chính Lê Văn Thọ, phường 14, quận Gò Vấp. Hiện giờ thì anh Lộc đang gồng gánh lãi suất chịu hết nổi rồi, nên là hạ tới 600 triệu, bây giờ chỉ có 5 tỷ 450 thôi. Nhà thiết kế siêu đẹp, ngang rộng 4m, sâu 13m, công nhận 52m2. Giá này quá là thơm rồi nha quý vị. Anh chị nào muốn sở hữu em nó, chúng ta hãy gọi trực tiếp về tới bên nhà đất Bắc Hưng nha. Hãy nhớ đăng ký kênh, bấm chuông YouTube để theo dõi những video mới nha mọi người. Căn nhà thiết kế cực kỳ sang, cực kỳ là đẹp luôn. Hẻm một xẻ hẻm cụt 5m. Di chuyển lên trên chúng ta sẽ đến với không gian lầu 1 phòng ngủ 1-2. Cầu thang ốp đá trắng chạy led, đúc rộng 90. Bố trí 2 phòng ngủ và toilet chung. Phòng phía trước này rất là rộng, bố trí giường đệm chạy led và tủ quần áo kệ TV. Dưới thì được ốp sàn gạch da gỗ.
nhà xây mới hoàn toàn năm 2024 nha anh chị. Số hồng riêng hoàn công đủ hết rồi, khi chúng ta mua thì sang tên thoải mái luôn. Phía ngoài thì có ban công đúc 1m2, cửa nhôm sinh pha, lan can là sắt đặc và có trồng phát tài núi ra bên ngoài. Căn nhà giá bán quá là ngon nha quý vị, bây giờ chỉ có 5.450 thôi, giường tủ máy lạnh có hết rồi. Nhà siêu đẹp nha anh chị, hướng chính nam, hơi lệch một chút hướng tây nam nha, nhưng mà vẫn nằm trong cung hướng nam. Phía bên này sẽ là khu vực nhà vệ sinh, nhà hai phòng nằm chung vệ sinh rất là lớn luôn, một cầu khối, vòi inox trắng, lavabo rửa mặt, gương led, gạch ốp cao đụng chân. Căn nhà rất đẹp, rất sang. Phía sau sẽ là không gian phòng ngủ số 2 nha quý vị. Phòng ngủ số 2 của chúng ta thì cũng có đầy đủ nội thất hết luôn, giường tủ. Đây, căn nhà rất đẹp, chạy led hết rồi, máy lạnh có hết luôn. Khi anh chị mua thì chúng ta chỉ việc xách vali của đã về ở thôi. Một căn nhà giá quá là rẻ, quá là thơm nha. Đấy, máy lạnh đầy đủ hết luôn, 3 phòng ngủ, 3 vệ sinh và có sân thượng sau cho anh chị giặt phơi đồ. Di chuyển lên trên đây, chúng ta sẽ đến với phòng ngủ số 3. Giá bán bây giờ chỉ còn 5.450.000 đồng thôi, vẫn còn thương lượng nha. Phòng ngủ rộng và vô cùng là thoáng luôn. Anh chị có nhu cầu mua nhà tầm trên 5 tỷ, chúng ta hãy alo ngay trực tiếp về tới bên em để được đi xem ngay căn nhà đẹp này. Căn nhà rất là sang trọng, rất đẳng cấp luôn, xây mới hoàn toàn năm 2024, xây cực kỳ đẹp, có ban công. Phía sau sẽ là khu vực sân thượng cho chị giặt phơi đồ, dưới thì có thêm cái nhà vệ sinh nữa nha, quá là đẹp luôn nha quý vị. Khu vực sân thượng sau giặt phơi đồ thì đã được ốp gạch, trồng cây xanh, làm khung sắt rất là chill ở đây. Đấy, căn nhà tuyệt đẹp, tuyệt phẩm của quận Gò Vấp năm 2024. Và video của bác Hưng đến đây là kết thúc rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.